ở đằng sau này người ta chuẩn bị người ta dọn xà nè. Còn nhiều ghê ta, còn quá nhiều luôn. Đây, để mình zoom vô cho các bạn coi nha, quá nhiều luôn. Cái này cảnh thực tế nha các bạn. Cái này không phải là vườn chim hay vườn cò gì hết. Đây là vùng quê. Vùng này là vùng Tiền Giang, cây lậy Tiền Giang. Vùng quê, cây lậy Tiền Giang. Này mình quay xa lắm các bạn. Cảnh này cũng ở đằng sau nhà của ông anh. Còn như thế này bên vùng này người ta đang dọn, bắt đầu dọn xà. Còn về dọn ăn đừng có né, làm tự nhiên đi, tự nhiên đi. Ừ. Khổ quá hả? Đang chuẩn bị nha. Đó, được chưa? Heo thì kho tàu, còn bò cũng kho nữa. Bò kho, cái này nó nói bò kho. Ít sao mình phải thắng cái nước đó lại. Em kho này. À, đặng mình nấu cái này lại ha. À. Chứ mình không có nấu cái chuyện mình bỏ vô đó, mình nấu cho chính cái đó mình bỏ vô đây ngược lại lại. Dịch đây mình làm dịch hay gà? Gà. Gà làm gỏi. Gà làm gỏi mà bao nhiêu đây hả trời? Ê, bên đây là bắt nước nồi hú quá hả? Bên đây, chỗ này là chỗ nấu nè. Nấu rồi chút nữa là phát cổ. Gà luộc để làm gỏi, cổ quá hả? Ý cái này mình cột cột đến chút nữa mình cho người ta hả? Dạ.
Bánh dỗ miền Tây là đi đi là về là có quà. Ơi, cái này hồi như cho người ta đem về hả? Một phần quà. Quà tặng phải không? Quà tặng gồm một đây quà tặng một gói bánh ít 4 cái hủ qua này thịt kho 3 món hủ qua quà tặng đem về. Cái đó là một phần quà của một người đi về hả Tôn? Hả? Một người vậy là được 3 phần? 2 phần. Hai phần. Đồng này rồi lát nữa một bánh với thịt nữa nó cho. Gì sao con thấy ba thứ luôn mà? Một cái thứ này rồi cái thứ này với em. Dạ. Còn cái làm hết 3 cái là ổn. Dạ. 3 cái là 1 cái thì không có miếng nào cũng phải. Cũng như đâu vào cái thịt đi. À. Thế giá. Mới là tới rồi chị. Vậy là được 2 cái thôi. Vậy mới nãy con đi quảng cáo người ta nói tới được 3 cái lận. Dạ. Ờ cha kiểu này kiếm đâu lỗ bụng vô ta. Mâm phát cổ. Để ăn thằng nào không hỏi ba tao có đâu. Để ăn ăn cơm nó dẫn đây. Đi coi là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chờ anh trai trưởng lên mới cống nha. Cũng ưu tiên dữ chứ. Cũng ghê dữ chứ. Còn cháu nội đứa tôm đâu. Dễ như con đáy ba lắm. Dễ như ba đây ba chờ. Đứng ngó ngó ngoài thôi. Con thích rồi.
cho ba bên nhà này nha. À. Quay cho con nó chồng ở ngoài. À, chồng ở ngoài nha. Em đừng có lú vô, nó kêu là anh quay á, để mà nó lấy chồng nước ngoài, em đút vô trong đó lấy rồi bỏ anh sao? Ba đứa nó kêu anh quay để nó... Sao đi vô luôn? Dạ. Cái món này là tôi nghe hơi lạ tai nha, tôi chạy xuống tôi kiếm. Nè. Cái này xào, cho nó khô hả chị? Để đâu? Nó khô rồi mới bỏ cái này vô. Cái nắng đi ăn rồi thay rồi. Bỏ cái nào vô trước? Cái này vô trước. Cái này là cái lá giấm phải không? Ừ, cái lá giấm. Có hành tây nữa. Rồi chứ rắn mà mình xào xả ớt thì nó hơi sảm sảm, nó sảm bị cái sảm cái xả. Này bầm này nè, chứ giờ người chặt thuốc ăn nó cũng cứ ngắt à. Đúng rồi. Rồi chút xíu. Đất thì sao phải không chị ba, chị khác. Thôi đây mới lại. Ủa cái đất còn sắp nữa hả? Nãy giờ coi nhiều. Ô trời ơi. Cái chảo đó phải cho cay ăn mới ngon á. Cay nãy á. Cay mới ngon. Ớt rồi cay. Ờ đúng rồi. Rắn nha. Rắn hả? Ê cái dầu hả? Ê cái ơi đừng chảy nước coi coi đầy chưa. Cái đó là gì? Chanh hả? Đang mình chua chua cho nó chua hả? Nó nghe cái mùi cũng hấp dẫn lắm rồi á. Trời ơi chắc hồi ướt cái máy pin này quá. Đã mấy người nhậu là mê cái mồi này mà.
Nghe cái mùi chua chua này dễ chảy nước miếng lắm. Ôi chua gà vậy. Cái lá nó chua gà đó, để chua gà đi. À, cái này mình làm ớt cho nhiều chút xíu cho nó vừa chua vừa cay ha, chua cay. Cái gì nữa? Đường ngọt không? Thằng Niêm không? Mấy chị này có nhậu không ta mà sao làm mồi nghe hấp dẫn dữ trời. Mồi đây là mồi một lít rượu. Đâu? Chị giơ tay chị nói đi. Cái này bà này lít à. Bà này chuẩn sĩ à. Chị kỳ chơi không đồng như trơn hả? Bà này bà nhậu ít thôi. Bà này nữa. Người giới thiệu là 2 lít đó. Tú lít ngủi dữ luôn á. Không, em thấy thường thường biết gì không? Dân mà biết nhậu là làm mồi bán lắm. Tổng con sốt kìa. Còn gắt. Thôi vậy giờ đem ra đây ly trước đi. Hai cái nhỏ này làm gì đó. Đó, sao vậy đó cũng ghiền rồi đó. Nó ghiền rồi, nó chép miệng rồi đó. Trời ơi, cái mùi này nè. Cái mùi này là nó chép miệng rồi đó. Cái mùi này nghe là chảy nước miệng. Chảy nước chảy nha các bạn. Chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe. Trời, bỏ bạc hà vô. Bỏ bạc hà vô là sắp xong phải không? Nhiều không có. Nhiều món không? Ừ. Cái này môn hay bạc hà? Môn hả? Môn ngọt mình hả? Ừ. Vậy mới nãy em tưởng bạc hà không chứ. Ngủ mấy chưa gì mình phải ăn cơm không đã. Ta mẹ ta biếm vào những đứa ta cười là đứa bọc nó không còn. Sáng ngày chị ghẹo tôi mà cười chứ sáng ngày nó cay á. Trời ơi, ác kỳ. Còn mấy khúc dài như vậy ngay. Khúc bộ phải tôi nói lộn khúc. Dứt đắt ra còn sống. Rồi quay chỗ này coi cho anh. Chỗ nào? Chỗ đây. Quay cái ở ngoài đó. Ở ngoài đó thì quay cũng tùm lum hết trơn rồi. Kệ nó. Chua. Ông kêu quay ông Tư. Chua quá. Phan, để nó dắt ra thôi nè. Ông chua vậy mà ai cũng chua. Trời ơi ạ. Má nói cái này là của mâm con đua hả? Với con đó nó là hai thằng uống rượu hết á. Dạ hả? Em vợ thọ chết. Trời ơi, hai ông này quất chay này biết nào hết. Không vợ không con là hai ông chứ mà giờ. Trời ơi, hai ông. Một ông cậu tám với một ông chú tư tức là một ông là em của vợ, một ông là em của chồng. Rồi hai ông này ngồi nhậu cái bộ lâu dữ lắm ha. Mà cúng mùa hè vậy mới gì ăn chứ cúng mùa hè không dám về sao hả? Cậu tám nó lên nó là nó không dám lại chứ ai ăn ăn chưa tại cội có cục à cũng mấy cục cái sống vốn mà. Gió heo hắn kêu
Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.